Liên quan thông tin nữ học sinh lớp 11 mất tích nhiều ngày qua, ngày 11 tháng 10, Công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang làm việc em Lê Thị Minh Thơ, 16 tuổi, học sinh lớp 11 và gia đình. Thơ là nữ sinh mất tích nhiều ngày trước đó. Tối 10 tháng 10, Công an đã tìm thấy Thơ tại tỉnh Đồng Tháp. Cơ quan chức năng xác định Thơ đi theo bạn bè nhưng không báo người thân. Đồng thời, Thơ cắt đứt mọi liên lạc nên gia đình hoang mang, lo lắng. Trước đó, ông Lê Quốc Dương, cha của Thơ đến công an trình báo Thơ mất tích nhiều ngày. Người cha kể, Thơ là học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, quận 8. Chiều 4 tháng 10, Thơ mặc đồng phục thể dục, mặc áo khoác caro màu xanh, đen bên ngoài và điều khiển xe máy mang biển số 93B181246 đi học. Đến tối, thấy Thơ không về nhà nên gia đình tìm kiếm khắp nơi, đồng thời liên lạc qua các nền tảng mạng xã hội nhưng không được. Cũng theo ông Dương, trước khi mất tích thì con gái ông không có biểu hiện gì bất thường.